Thưa quý vị, sau hơn 7 tháng xây dựng nhà để bệnh nhân nghèo suy thận mãn tính ở tạm trú điều trị lọc thận đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 15 tháng 12. Đây là công trình đặc biệt nhất tỉnh An Giang được huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân từ thiện với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Tòa nhà tọa lạc tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, được xây dựng kiên cố có thang máy, có nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà phụ để xe cho thân nhân người bệnh ở xa lưu trú, đưa đón bệnh nhân trong quá trình điều trị lọc máu tại bệnh viện. Công trình do Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Long Xuyên quản lý. Ở mỗi phòng nghỉ được trang bị đầy đủ phương tiện sinh hoạt nhằm tạo điều kiện thoải mái để bệnh nhân lưu trú. Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã tặng giấy khen kèm logo cho 4 tập thể, 3 cá nhân có nhiều đóng góp kinh phí xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và logo cho 2 gia đình và 8 cá nhân hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại thành phố Long Xuyên.